cho các bạn trường hợp các bạn muốn lấy sóng kéo, trừ khi là cái kéo đó nó không đủ độ nghiêng, hoặc là người khác làm hư, hoặc là nó móp méo, nó mẻ. Còn bình thường như cái kéo này đi, như cái kéo này thì bình thường nó đã có nét nghiêng rồi, và nó không bị mẻ gì hết, nó chỉ cồn thôi. Thì các bạn đã mài ở phía trong ra tới mép lưỡi rồi, ra tới mép lưỡi thì các bạn đâu có cần phải mài phần này nữa chi, các bạn chỉ đánh bóng thôi để cho nó được bị teo cái đầu hoặc teo cái đuôi ha các bạn ha. Mình sẽ làm cho các bạn xem, các bạn để đuôi nghi ha, các bạn đánh bóng, các bạn xem coi nó có ra mép lưỡi không. Các bạn thấy không ạ, các bạn chỉ cần đặt xuống thì như vậy nó mới hoao. Rồi các bạn được di chuyển xuống rồi, tức là nó bóng lưỡng rồi, các bạn thấy không, thấy cái đường mới nó bóng lưỡng không đó, nó bóng gương luôn, thì nó không có bị teo đầu keo đuôi, và nó cũng bảo đảm là nó đến cái mép lưỡi. Mình dặn các bạn như vậy đó, để các bạn nhớ là khi mà mài công nghệ đó, nó phải đòi hỏi từng ly từng tí, chứ không phải là các bạn muốn mài bén không cũng chưa đủ nữa các bạn. Các bạn phải làm cho nó cực kỳ đẹp, nó cũng giữ nguyên hình thái ban đầu nếu nó chỉ bị cùn thôi. Còn nếu nó mẻ hay là người khác mài hư hay là độ nghiêng không đủ thì các bạn mới bắt đầu các bạn sửa. Rồi chào các bạn.